Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là Đức Đỗ đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh em về các cái dòng cá hiện tại bên mình nha. Đó, hiện tại mình đang còn là Wilcoil Short Super Short Ribbon nha. Đó, hiện tại mình có hai phân khúc giá cho cái loại này. Đó là một loại là Super Short Ribbon là hiện tại là bán là 100.000 một cặp. Và Gain á, Gain là kiểu như là nó không có ribbon anh chị em, là 3.000 một cặp. Đó, mình sẽ có hai phân khúc cho anh chị em chơi nha. Ok, đây là cái dòng mà nó là có cái đặc điểm là nó cái màu nó rất là tươi và sáng, và nó hợp cho anh chị em chơi top view nè, và nó chơi xe ngang đều vẫn đẹp nha. Đây cũng là coi Wilcoil Short Ribbon luôn. Đó, hiện tại mình đang bán là 100.000 một cặp. Thì cái loại đầu nó khác với loại này, đó là loại đầu thì nó ngắn hơn một xíu nha anh chị em, và size phía sau này thì nó phải là bự hơn cái size phía trước chút. Đó, thì anh chị em có thể tham khảo, và anh chị em thích cái dòng nào á thì anh chị em liên hệ số điện thoại Zalo của mình nha. Thì số điện thoại mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh chị em dễ liên lạc với trại của mình. Đó, thì mình sẽ thực hiện cái thao tác trực tiếp đưa đến cho anh chị em những cái chú cá đẹp nhất nha. Đây, đây là full gate nha. Đó, cái hàng này là hàng BDS nha. Đó, cái vây lưng nó rất là ok. Nó có cái cánh bườm á anh chị em, nó sệ xuống thì nó gọi là BDS. Đó, cái bộ vây nó càng lớn á thì cái do bộ gain nó càng tốt thì nó mới phát triển cái bộ vây nó nha. Thì mình đã tách chống máy rồi, anh chị em nào mà mến á thì cái hàng này mình đang bán là 200.000 một cặp cho full red BDS, hàng tuyển làm giống nha anh chị em, về làm giống rất là ok luôn. Đó, dòng này albino nha, mắt đỏ và nó rất là đẹp. Những con cá mà nó được làm ra chạy mình á là mình đã thuần với nước máy rồi nha. Đó, anh chị em về nó rất là thoải mái về cái việc mà thuần nước ở nhà mình. Đó, đây là cái dòng coi đen Super Short Ribbon. Đó, hiện tại mình đang bán ha, cái hàng coi đen này là 100.000 một cặp. Đó, anh chị em mà mua cá mình thì yên tâm về cái chất lượng cá nha. Thì cái video mình đăng lên cho anh chị em xem á, thì con cá phía sau cái khi mà anh chị em nhận á, thì nó sẽ y hệt với clip mình quay nha. Đây là Dumbo Hackmoon nha anh chị em, nó BDS luôn, có những con rất là đẹp. Hàng này nó chỉ size có 2 tháng thôi, đuôi mà nó đang rất là bung rồi anh chị em. Đó, cái hàng này mình hiện tại đang bán là 200.000 một cặp. Đây là những chú cá trống nha. Đó, cái tai bơi rất là xanh. Nếu anh chị em nào mà có theo dõi mình á thì mình có những cái clip những chú cá giống mình đã quay rồi anh chị em xem. Đó, thì cái bộ cá mình á thì cái con Dumbo này nó phát triển theo thời gian nha. Đó, khi mà nó càng lớn thì nó bộ bung đẹp nó càng xuất sắc nha. Đó, ok, đây là những chú cá mái nha. Thì cái mái nó có vây lưng và nó có cái bộ đuôi rất là khủng luôn. Đó, cá này chỉ sơ tơ thôi, mới có 2 tháng thôi nha anh chị em. Nó sẽ còn bung dữ hơn nữa khi mà anh chị em nuôi theo thời gian nha. Đó, con cá sẽ rất là ok và đẹp. Anh chị em thấy những chú cá mái mình thì nó có rất nhiều đa dạng màu sắc nha. Ok, đây là những chú cá của mình. Đó.